Theo đó vụ tai họa xảy ra vào khoảng 9 giờ 47 sáng sủa ngày hôm qua ngày 20 tháng 10 và toàn thể quá trình đã được camera hành trình của ô tô lưu thông phía sau gắt ghi được. Vào thời điểm này, xe ben chạy trên đường với vận tốc khá nhanh, dù nhìn thấy xe tải chạy hướng ngược chiều nhưng lái xe vẫn không hề giảm vận tốc hay có ý muốn nhường đường. Hậu quả là khi hai xe giao nhau, xe ben đã bị thất thế, lao thẳng xuống ruộng. Tình huống xảy ra khiến những người chứng kiến bị một phen kinh hồn hải. Đoạn đường xảy ra tai họa khá hẹp. Theo dõi clip, nhiều ý kiến cho rằng cả hai xe trong trường hợp này đều sai khi không chủ động giảm vận tốc hay nhường phần đường cho đối phương mà tỏ ra liều lĩnh, ngoan cố nên mới để xảy ra sự cố. Tránh xe tải chạy hướng ngược chiều, xe ben lao thẳng xuống ruộng.